khu du lịch sinh thái Lượng Danh thuộc phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, cách trung tâm thành phố khoảng 4 km, đa dạng về cảnh quan, hệ thực vật, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ. Lượng Danh là điểm đến lý tưởng dành cho du khách yêu thích khám phá, chinh phục. Kỳ nghỉ cuối tuần, nhóm bạn trẻ của trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Hải Phòng quyết định tìm đến khu du lịch sinh thái Lượng Danh, thành phố Uông Bí để trải nghiệm và tận hưởng cảm giác du lịch xanh, hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ. Không khí thiên nhiên ở đây rất là khoáng đạt và nó mang một cái vẻ đẹp rất là hoang sơ của núi rừng ngày xưa. Nếu có cơ hội thì chắc chắn mình sẽ đến đây một lần nữa. Đây là một điểm đến rất xứng đáng. Qua các hình ảnh trên mạng mà mọi người đi đã chụp lại gửi cho mình và mình xem, mình rất là thích và mình rất muốn có một trải nghiệm với các bạn của mình ở đây. Không gian ở đây rất là kỳ vĩ và hoang sơ. Mình rất vui vì có những cái trải nghiệm mới với cả bạn bè của mình. Chắc chắn là khi mình về thì mình rất muốn giới thiệu địa điểm này đến cho những người thân và bạn bè gia đình mình. Lượng Danh, bản hòa ca của đá và nước, điểm thêm tiếng chim rừng líu lo. Khí hậu nơi đây quanh năm mát mẻ, cây cối, suối thác biếc xanh. Những phiến đá thô, dòng thác, lượng nước, vòm cây hoàn toàn thiên tạo, như đưa du khách trở về với bản thể của thiên nhiên hoang sơ. Trong không gian thiên nhiên khoáng đạt, chuỗi hoạt động trải nghiệm của khách du lịch đa dạng theo sở thích, cảm hứng sáng tạo. Hiện tại, khách đến du lịch Lượng Danh với sở thích du lịch phượt, khám phá và chinh phục thiên nhiên. Để khai thác phát huy vẻ đẹp, giá trị cảnh quan của khu du lịch sinh thái Lượng Danh, thời gian gần đây, thành phố Uông Bí đã tiến hành trang trí hoa, xây cầu qua suối, tạo biểu tượng nữ thần hoa, tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường. Mọi hoạt động cải tạo đều dựa trên tiêu chí giữ nguyên vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên để mỗi du khách đến với Lượng Danh đều có được những trải nghiệm đáng nhớ.